Cố Hòa Thượng Thích Giác Thông, trụ trì tỉnh Xá Ngọc Thạnh, thành phố Tây Ninh, đã thượng thế vô thường viên tịch vào ngày 21 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Hôm nay, quý Phật tử tại Gò Công Tây cũng nghĩ đến ân sư, quý vị đã trở về trước nơi linh đài của Cố Hòa Thượng Thích Giác Thông để thắp nén hương cầu nguyện. Và giờ này xin mời toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta chắp tay trang nghiêm để dâng nén hương cầu nguyện giác linh Cố Hòa Thượng Cao Tăng Phật Quốc Môn Phật. Dâng hương giác hương tình hương giữ về hương dạy con dạy thoát thì kiến hương hoàng minh dân đại biên pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương. Trung tâm quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cùng chư tôn đức tại đạo tràng tỉnh xá trung tâm cũng như chư tôn đức tại đạo tràng tỉnh xá Lộc Nguyễn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quan hỷ trở về nơi đạo tràng tỉnh xá Ngọc Thạnh để cúng lễ tang Cố Hòa Thượng Thích Giác Thông. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng trở về nơi khách đường để dùng nước để lau trong nguyên phúc và sau đó cử hành buổi lễ cúng lễ tang A Di Đà Phật. Lễ tang Cố Hòa Thượng Thích Giác Thông. Giờ điều này chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức tại đạo tràng tỉnh xá Ngọc Hiệp, Gò Công, tỉnh xá trung tâm quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh xá Lộc Nguyễn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cùng chư tôn đức ni trực thuộc giáo đoàn 4 hệ phái khất sĩ quan hỷ quan văn trước nơi di ảnh cũng như linh đài của Cố Hòa Thượng để kính viếng A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng trong ban tổ chức lễ tang. Kính thưa toàn thể môn đồ pháp quyến Cố Hòa Thượng Giác Thông. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị chư tăng Phật tử hệ phái khất sĩ, nói chung nghe tin Hòa Thượng Giác Thông thu thần thị tịch, đây là một tin đau buồn mất mát đối với tăng ni Phật tử hệ phái khất sĩ. Hôm nay chư tăng Phật tử đại diện cho các đạo tràng tịnh xá trung tâm quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, tịnh xá Lộc Uyển quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, tịnh xá Ngọc Hiệp thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang và quý ni trưởng ni sư trong hàng giáo phẩm ni giới hệ phái trụ trì các tịnh xá trực thuộc ni giới giáo đoàn 4 đồng quan lâm tịnh xá Ngọc Thạnh, trước là đốt nén tâm hương tưởng niệm công đức một đời Hòa Thượng Giác Thông đã cống hiến cho đạo pháp chúng sinh, đặc biệt cho tông phong hệ phái. Thứ đến cầu nguyện giác linh Hòa Thượng thượng phẩm thượng sanh Cao Tăng Phật Quốc, đồng thời chia sẻ sự tổn thất to lớn của môn đồ pháp quyến nói riêng, chư tôn đức giáo đoàn 1 nói chung. Giờ này đối trước linh đài của Hòa Thượng, xin phép chư tôn đức ban tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến
cho tăng ni Phật tử, các đạo tràng, tịnh xá trung tâm, tịnh xá Lộc Uyển, tịnh xá Ngọc Hiệp và quý tịnh xá trực thuộc ni giới giáo đoàn 4 đồng đốt hương tưởng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biên pháp giới cung dường tam bảo khắp mười phương Nam Mô hương cung dường Bồ Tát Nam Mô hương cung dường Bồ Tát Nam Mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tăng Bà Thu Chính Thầy Phái Thức Sĩ Phó Trụ Trì Tỉnh Xá Trung Tâm Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn từ tòa chư đại đức tăng tại đạo tràng tỉnh xá trung tâm quận 6, tỉnh xá Lộc Uyển, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh xá Ngọc Hiệp, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, kính bạch quý hiệu trưởng, ni sư, ni sư cô, các đạo tràng tỉnh xá. Hôm nay chúng tôi cùng đức tăng ni tại các miền tỉnh xá cũng vừa hay thân hòa thượng ân sư của chúng con vừa viên tịch chư tôn đức cũng từ tình Minh Sơn Cúc Lục Pháp Lữ Đồng Mông Tân Phong Hệ Phái đã quan hỷ quân lâm về nơi đạo tràng tỉnh xá Ngọc Thạnh để lúc tâm cầu nguyện giác linh ân sư chúc con được cao đăng Phật tốt. Chúng con thiền đức đã dành cho môn đồ pháp quý chúng con gửi cầu hồng mân tam bảo gia hộ cho quý ngài luôn luôn được phát thể kinh đan đợi đăng thiền chiếu đào thọ liên trường cử trụ ta bà lý tung thời gian chúng con tiếp đón chúng con thiền đức nếu có điều gì sơ sót chúng ngưỡng mong quý ngài từ bi nhiệm tình quan hỷ bỏ qua cho môn đồ pháp quý thân con cuối cùng chúng con xin nguyện cầu tam bảo gia hộ chúng con thiền đức được vô lượng kiếp từ vạn sự như ý Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Môn đồ pháp quý chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức ba lần. Xin cung thỉnh chư tôn thiện đức nhị kim quan đại phật như là phật và sau đó tiến vào sở tăng lưu điện kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể chư phật tử giác ngộ là ngày cung thỉnh kim quan cố hòa thượng hiện nay đại quả tán trợ trì tại sơn trang tiên cảnh quận Hòa Thành tỉnh Tây Ninh hay là ban tổ chức chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni quan hệ những chút thời gian để quan âm chứng minh và cung thỉnh nhất minh một thanh cố hòa thượng hay sư chúng con để đây đại quả tán chúng con xin thành tâm cung thỉnh A Di Đà Phật. Xong chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức trở về nơi khách đường để dùng nước giải lao hay như đạo Phật.
tức là đón trước nơi linh đài để thắp nén hương cầu nguyện giác linh cố hòa thượng Thích Nhất Thông Cao Tăng Phật Quốc A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Chư Đại Đức Tăng trong ban tổ chức lễ tang cố Hòa Thượng Thích Giác Thông. Thượng Tọa Thích Giác Thông đã trân trọng ơn ra đi hậu kiếp dẫn Thượng Tọa Thượng Sư Thích Tịnh Độ Thượng Tọa Thượng Sư Thích Tịnh Độ Thượng Tọa Thượng Sư sau khi thắp nén hương xong, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thế Tôn Thượng Tôn Thần Tôn Tọa Thượng Sư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Tâm Tông Phật Thần Hội Đồng Giáo Phẩm Thượng Tái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đại chư Phật Pháp Tăng Ni giáo phẩm hải phái phó trưởng ban thành thực hội đồng giáo phẩm trụ trì hình xá trung tâm quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng trong ban thành thực hội đồng giáo phẩm hải phái cùng chư tôn đức tăng tại các đạo tràng hình xá tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chư tôn hòa thượng chư thượng tọa tăng đã bị bình định Lý Sơn cốt lộ của pháp lẫn đồng môn công không hội phái chư tôn xung công công tài tăng phật quốc sau khi chúng tôi phật thượng của thượng tọa đại đức tăng
để thắp nén hơi cầu nguyện thiêng liêng của hòa thượng Minh Sư chúng con. Và sau cầu nguyện đi quan bát quan và sau đó chúng con sẽ cùng thành kính ngài tại vì nơi bài bản sổ tang đô năm Giáp Ngọ là giờ để làm lễ truy điệu và cung tống tiên quan của hòa thượng Thích Nhất Thông tại đây trà tề tại sơn trang tiên cảnh nguyện hòa thành thỉnh tây nên. Chúng con xin thay lời ban tổ chức cũng như ban bộ pháp quyến cung thỉnh với ngài quan hiển giúp chút thời gian quan lâm và đạo tràng tại xá Ngọc Thạnh để chứng minh cho buổi lễ truy điệu và cung tống tiên quan của anh nay. Chúng con xin thành thâm cung thỉnh chư tôn thiền đức A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức sau khi đã ký sổ tang lễ niệm xong xong thỉnh với ngài quan vị với anh để chúng con xin cúng dường nước cũng như căn bản là cúng dường chư tôn thần quốc cho như đảnh Phật. Bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa chư đại đức tăng trong ban tổ chức lễ tang cố hòa thượng Thích Giác Thông. Hôm nay ngày 22 tháng 7 năm Giáp Ngọ, chư ni tại các đạo tràng chùa Linh Quang, tịnh xá Ngọc Kim, tịnh xá Ngọc Quang Cảnh Bàn, tịnh xá Ngọc Thuận, tịnh xá Ngọc An, tịnh xá Ngọc Trân, tịnh xá Thiền Hoàng của tỉnh Tây Ninh cùng chư nam nữ Phật tử tại các đạo tràng tịnh xá cũng vừa hay tin hòa thượng Thích Giác Thông trụ trì tịnh xá Ngọc Thạnh viên tịch. Toàn thể nghiên chúng chúng con cũng như chư nam nữ Phật tử trở về nơi ngôi đạo tràng tịnh xá Ngọc Thạnh để xin thắp nén hương cầu nguyện giác linh cố hòa thượng sớm được cao tăng Phật tốt. Và giờ này xin cho chư tôn đức cho hàng ni chúng cũng như Phật tử đối trước linh đài để thắp nén hương cầu nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị sư quý sư cô cũng đã về tình linh sơn cúc lục pháp lữ đồng môn tông phong hội phái để trở về tịnh xá Ngọc Thạnh để thắp nén hương cầu nguyện giác linh cố hòa thượng ân sư được cao tăng Phật quốc, hay là cho ban tổ chức cũng như môn đồ pháp quyến xin thành tâm niệm ơn chư tôn đức ni nguyện cầu ban tam bảo gia hộ cho quý ni sư quý sư cô được tóc thể kim lan tuệ đăng thần chiếu đào thọ miên trường cửu trụ tam bà. Và cũng xin cầu chúc cho quý nam nữ Phật tử tại các đạo tràng tịnh xá luôn luôn được dồi dào sức khỏe và là những người Phật tử chân chánh trong hộ trì tam bảo Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi nguyện hương cầu nguyện xong, xin cung thỉnh quý ni sư quý sư cô tiến về trước nơi linh đài của hòa thượng Giác Thông để thắp nén hương Phật tử. Bí thư đảng ủy phường 1 thành phố Tây Ninh cùng quý vị trong đoàn đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 1 thành phố Tây Ninh
hiến lễ tang và gia đình xin trân trọng kính mời quý vị đi về đạo Phật. Phái đoàn của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh tới trước đây bằng Phật để thắp nén hương A Di Đà Phật. Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, cùng quý vị trong đoàn Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh
quan hỷ đối trước nơi bàn Phật cũng như linh đài để thắp nén hương cầu nguyện dắt linh cố hòa thượng sớm được cao tăng Phật quốc A Di Đà Phật. Quý vị thắp nén. Sau để thắp nén thương nơi bàn nhất linh cố hòa thượng thì đạo Phật. Sau khi thắp nén hương xong, xin mời chú Hải cùng quý vị trong đoàn cũng điểm kim quang một vòng. Quan lâm nữ thanh nhị và quý nữ tăng cho cố hòa thượng thích giác thông rồi này chúng con xin cung thỉnh chúng con hòa thượng chư từ tòa đại đức tăng cho hữu quan lâm các đường để dùng nước giải lao A Di Đà Phật. Để chính thức cử hành buổi lễ viếng lễ tang cố hòa thượng Thích Giác Thông, chúng con xin cung thỉnh sư tôn thiền đức trong ban trị sự giáo đoàn A Di Đà Phật tỉnh Tây Ninh, ban trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Tây Ninh cũng như chư tôn đức tăng ni tại các chùa núi Bà tỉnh Tây Ninh chính thức cử hành buổi viếng lễ tang cố hòa thượng Thích Giác Thông. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Huệ Tâm, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh thay lời cho chư tôn đức trong ban trị sự có đôi lời xin cung thỉnh hòa thượng A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tiếp độ giác linh tân viên tịch hòa thượng Thích Giác Thông. Trụ thế 76 năm, hạ lạc 40 năm. Tiếp tịch hòa thượng Thích Giác Giới trưởng hệ phái. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ môn đồ pháp tướng và nam nữ phật tử, tôi xin thay mặt thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, ban trị sự Phật giáo thành phố Tây Ninh cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni cung đối trước giác linh tân viên tịch hòa thượng Thích Giác Thông. Có thể nói hòa thượng ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn của chư huynh đệ trong ban trị sự tỉnh Tây Ninh cũng như ban trị sự Phật giáo thành phố Tây Ninh. Các huynh đệ như môn đồ pháp quý đã mất đi một bậc tôn sư khả kính, trong hệ phái mất đi một vị chân tu thạc đức giáo phẩm, trong hệ phái cũng vắng bóng một vị tòng âm Phật tổ. Bởi vì định luật vô thường không thể nghị nể một ai, ngay cả thời xưa Đức Phật cũng phải tịch diệt chúng sanh âm. Khi viên mãn thì trở về nơi Tây Phương Cực Lạc, và chúng tôi cũng nguyện giác linh hồi nhập Ta Bà để cùng tiếp tăng độ chúng tiếp tục trên con đường hoằng pháp độ sanh theo bản nguyện. Bởi vì trong các kinh cũng đã dẫn dạy sanh tiền như Phật sự, một hậu tức Phật nguyên, Ta Bà nguyên ký tất, lễ Phật kiến A Di. Đó là những hạnh nguyện cao cả của người chúng Phật chân tu thạc đức
chúng tôi cũng kính nguyện giáng linh hòa thượng Cao Tăng Phật Quốc, nguyện chư vị huynh đệ trong môn đồ pháp phái luôn luôn dồi dào sức khỏe. Một lần nữa chúng tôi xin thành tâm tưởng niệm giáng linh cố hòa thượng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiên cúng tất cả điều nữ thứ cúng lịch đợi tổ sư tiết độ giác linh hòa thượng tượng giác ngũ phong thế danh độ văn bé đức thế gần 8 tháng 12 năm 1939 độ thế như thế đọc đột thế hạ lạc tứ thập niên nguyên tịch ngày 21 tháng 7 năm Giáp Ngọ, thiết chỉ vô thường thị thường thế tôn thượng thông lâm tịch diệt phi diệt đạt mã tăng thích lý tây nguyên cùng di nguyện giác linh thác ngũ ấm chi phi hữu liệu tứ đại như bốn công thượng thế vô thường hiển vi minh giới thâu đàm quan tự độ cực thiện quả hư tố duyên nguyện bằng giúp độ nhân hương viện trợ tam thừa giác đạo quỷ giác linh Cao Tăng Phật Quốc Nam Mô cúng dường Bồ Tát Nam Mô cúng dường Bồ Tát Nam Mô cúng dường Bồ Tát Nam Mô Đức hữu diễn kim quan một vòng và sau đó sẽ là cung thỉnh chư tôn đức có ban tuần trực đại diện cho bằng sổ tăng để ký sổ tăng lưu niệm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng bạch chư tôn đức, theo chương trình của lễ tăng của hòa thượng Thích Giác Thông, thay lời ban tổ chức chúng con cũng xin thành tâm cung thỉnh với ngài quan hỷ những chút thời gian vào lúc 11 giờ ngày mai là buổi lễ truy niệm và cung tấn kim quan của hòa thượng Thích Giác Thông ngày nay trà trì sơn trang tiên cảnh quận Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Thay lời ban tổ chức chúng tôi xin cung thỉnh với ngài quan hệ nghiêm túc thời gian quan lâm chứng minh để cầu nguyện cho giác linh của hòa thượng chúng con A Di Đà Phật. Thank you.
chúng con về đây thành tâm đốt nắng tâm hương cầu nguyện cho có nhất tâm của hòa thượng số cao đang tập quốc và cầu nguyện cho hòa thượng nguyện hồi sinh tinh phật chúng con cho hòa thượng nguyện hòa thượng tại hội nguyện cao bà tới làm được nơi đây để thế hội chúng sanh cho chúng con được tham chung công đức năm vũ sơ thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thưa sư cô Ngọc Liên, chủ trì thiền xá Ngọc Lê, xã Xuân Nhi, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cùng toàn thể chư tăng lãnh Phật tử. Ngày hôm nay ngày 23 tháng 7 năm Giáp Ngọ, nhận được tin hướng dẫn chư tăng lãnh Phật tử về đây để thắp nén hương cầu nguyện giác linh và nguyện giác không được cao tăng Phật quốc. Thay lời cho ban tổ chức cũng như môn đồ pháp quyến, xin thành tâm chí linh sư cô cũng như đức Phật tử nguyện cầu ban tam bảo gia hộ cho sư cô cùng quý vị luôn luôn được những sư cô được phát thể kinh an, chúng sinh dị độ, quý Phật tử luôn luôn được dồi dào sức khỏe và những người Phật tử tinh tấn để hộ từ tam bảo. Một lần nữa xin thành tâm cảm ơn chư tăng quý vị hay như đặc biệt. Sau khi sư cô là buổi lễ kỷ niệm và cung tấm tiên quan và từ chúc giác thanh về nơi đại quả tán sơn trang tiên cảnh huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch nam mô chư tôn và thượng chư thiên tòa đại đức tăng. Cũng thưa trên thân lễ Phật tử nơi tỉnh xá Ngọc Thành về thiên tinh hòa thượng trụ trì ở đây viên tịch chúng con được sự chỉ dạy của di trưởng Thích Nguyễn Minh Liên vị chủ tỉnh xá Ngọc Tâm đến đây thành tâm thắp nén tâm hương tưởng niệm để cầu nguyện cho cố hòa thượng được thượng phẩm thường sanh cao đăng Phật quốc và nhà này xin phép cho chúng con được đảnh lễ và tụng thực kinh. Chư sư cô tại đạo tràng tỉnh xá Nhật Tâm thành phố Tân An tỉnh Long An xin thưa toàn thể chư tăng lữ Phật tử hôm nay khi được tin hòa thượng Thích Nhất Thông trụ trì tỉnh xá Ngọc Thạnh, ân sư của môn đồ pháp quyến tại tỉnh xá Ngọc Thạnh nơi đây duyên tịch, như sư đã hướng dẫn quý sư cô cũng như quý năng lực Phật tử trở về tỉnh xá Ngọc Thạnh để thắp nén tâm hương cầu nguyện nhất linh hòa thượng ân sư cao tăng Phật quốc. Thay lời ban tổ chức cũng như môn đồ pháp quyến xin thành tâm thành ân chư công thiện đức ni cũng như niệm ơn ni trưởng Thích Nữ Minh Liên là vị chủ tỉnh xá Ngọc Tâm cùng chư tôn đức ni tại đạo tràng tỉnh xá Ngọc Tâm cũng đã trì tình linh sơn pháp nhật pháp lữ mà quý vị đã trở về đây để cầu nguyện nhắc lên hòa thượng cao tăng Phật quốc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Như Lại Đức Tăng trong ban tổ chức lễ tang Hòa Thượng Thích Nhất Thông. Kính thưa toàn thể môn đồ pháp quý, hôm nay ngày 23 tháng 7 năm Giáp Ngọ, chúng con Chư Tăng tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Như, xã Hậu Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cùng toàn thể chư Tăng nữ Phật tử được khai tinh Hòa Thượng Thích Nhất Thông trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thành viên tịch. Chúng con trở về đây để xin thắp nén hương cầu nguyện giác linh Hòa Thượng Thích Nhất Thông sớm được cao tăng Phật quốc hội nhập ta bà quá độ chúng sanh. Kính xin hồng ân tam bảo chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô.
hãy kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đau lành khổ thế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Lễ pháp kinh lạy pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền y bác từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bên bờ bên kia. Theo đó
là làm các thằng tư làm năm mình đứng ra phía sau cho cô đó để cùng làm lễ. Cũng đã đến đây sẵn lễ giác cố và thượng môn đồ học quyến và ban tổ chức trên trân trọng. Đặc quá thì quý Phật tử có thể từ ở ngoài này để vô mình tâm lắm để tố hết tình tối. Quý sư cô để giáp tình tố và tình công sao quý sư cô đi biểu đi bổ biểu liên quan qua khối tình tố. Dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch giác linh cố hòa thượng trụ trì tịnh xá Ngọc Thạnh. Hôm nay chư tăng và quý Phật tử đạo tràng tịnh xá Ngọc Thạnh, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thành kính đối trước giác linh cố hòa thượng, chúng con thắp lên nén tâm hương, nhất tâm cầu nguyện đến Đức Phật tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật phóng quang tùy từ tiếp dẫn giác linh cố thượng tọa được cao đăng Phật quốc. Đồng thời cũng xin thay lời chư tăng và quý Phật tử đạo tràng tịnh xá Ngọc Thành cũng xin thành kính chia buồn cùng với môn đồ pháp quyến cũng như quý Phật tử tịnh xá Ngọc Thạnh Tây Ninh trong sự tiếc thương mất mát lớn lao của quý Phật tử cũng như môn đồ pháp quyến. Sự ra đi của cố thượng tọa là một sự tổn thất lớn trong giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, cũng là một sự mất mát lớn đối với chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng thượng tọa, chư đại đức tăng trong giáo đoàn một, và cũng là sự mất mát lớn đối với toàn thể quý Phật tử tịnh xá Ngọc Thạnh Tây Ninh. Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con không biết nói chi hơn, cũng xin nguyện cầu giác linh cố hòa thượng hội nhập ta bà để giáo hóa chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được mà mồi thay lời chư tôn đức trong ban tổ chức cũng như môn đồ pháp quyến, thành kính kính đổi ân đức của thượng tọa trụ trì tịnh xá Ngọc Thành Long An cùng chư tăng Phật tử trong phái đoàn. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa và chư tăng tiến vào phía bên trong kim quang của hòa thượng để thắp nén tâm hương cúng dường lên giác linh hòa thượng mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính bạch giác linh cố hòa thượng chứng minh, giờ này đối trước lễ đường là quý nam nữ Phật tử, quý thân hữu ở trong thân tộc của cố hòa thượng trụ trì tịnh xá Ngọc Thành đang kính cẩn nghiêng mình đứng trước ngôi Tam Bảo để thành tâm kính lễ mô Phật. Mời quý Phật tử niêm hương bạch Phật. Dâng hương khói hương sông thấu mấy từng xanh, rộn rao tầm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ơn chứng minh đệ tử tân lòng thành. Quý vị đại diện một Phật tử đứng lên rút hương, còn tất cả đồng quỳ. Sau khi rút hương, quý vị cắm hương lên lư nhang. Mời đồng quỳ thắp xuống để kính lễ Tam Bảo. Quỳ thắp xuống. Lễ Phật kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh, trần gian biên nẻo tu hành. Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Lễ xuống. Lễ xuống. Lại xuống. Lễ pháp kính lễ là phương giải thoát, gom chân truyền ý ban từ xưa, pháp tu chứng đăng kiếm giờ, đồ người qua đến bên bờ bên kia. Lễ tăng kính lạy tăng nghiêm trì giới luật, hành tăng vô nhân vận thanh bằng, tự mình giáng ngộ lý chân, dôm người giáng ngộ chuyên cần công tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Sau khi kính lễ Tam Bảo, mời quý vị đồng khởi thân đứng lên. Kính xá ba xá mô Phật. Mời đại diện bốn vị bước vào phía bên trong kim quang, còn lại quý Phật tử tiến lên hai bước và đồng trang nghiêm. Kính bạch giác linh hòa thượng chứng minh, giờ này là quý nam nữ Phật tử, quý thân hữu là những người con, người cháu, thân bằng quyến thuộc trong gia tộc đối trước giác linh cố hòa thượng thành kính dâng hương tưởng niệm ân đức của bậc ân sư khả kính, là người thân, là nơi nương tựa trong suốt những năm qua của quý nam nữ Phật tử và thân hữu trong gia tộc. Kính xin giác linh hòa thượng thủy từ chứng minh mô Phật. Sau khi niêm hương cúng dường, mời quý Phật tử cắm hương lên lư nhang và kính lễ ba lễ. Mời đại chúng đồng quỳ thắp xuống để kính lễ giác linh bậc ân sư khả kính ba lễ. Mô Phật. Sau khi kính lễ, mời quý Phật tử hữu nhiễu kim quang một vòng. Quý Phật tử bên ngoài tuần từ tiếp theo, với lòng thành kính của mình hữu nhiễu kim quang để bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với bậc ân sư. Quay trở. Đứng đó, đứng.
ba người thôi rồi ra sao ba người? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng kính thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được thay lời chư tôn đức trong ban tổ chức, trong ban chứng minh, xin được tùy hỷ với hạnh đức quý vị và cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện giác linh của Hòa Thượng tùy từ chứng minh cho lòng thành của những người con, người cháu, những người Phật tử trong gia tộc. Kính chúc, kính cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ đến quý vị hằng được an vui hạnh phúc trong pháp và luật với đầy đủ năm điều: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và đầy đủ trí tuệ. Hồi hướng phước báo này cầu nguyện đến pháp giới chúng sanh âm siêu dương thới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử kính xá ba xá và lui ra. Mô Phật. Dân hương khói hương sông thấu mấy tình xanh, trôn trao tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tâm lòng. Giác lên hòa thượng dường tôn đức tăng quý Phật tử tịnh xá ngọc tử cũng bị hoa đối trước khi ảnh của ngài để thành tâm kính lễ đục hương cúng dường lên giác lên. Kính xin giác lên hòa thượng thị từ chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tam Tạng chứng minh. Lại pháp là phương giải thoát, trong chân thiền đi bán từ xưa. Phạm tu chứng đăng kiện nhờ, độ người qua đến bên bờ. Để tăng kính lại tăng nghiêm kỳ giới luật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ tính yên vị trí, vì không gian có hàng cho nên quý vị đứng bên ngoài để kính lễ giác lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính xin hòa thượng từ bi chứng minh cho đệ tử chúng con thành tâm kính lễ mô Phật. Mời đại chúng đồng quỳ xuống kính lễ giác lên cố hòa thượng ba lễ. Chúng con
Chư Tăng, Tổ Đình Tịnh Xá Ngọc Quyên, Tịnh Xá Ngọc Huệ, cùng chư Nam Nữ Phật Tử trở về đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành để đốt nén tâm hương, thành kính tưởng niệm ân đức một đời xuất gia tu học và phụng sự đạo pháp của Cố Hòa Thượng. Giờ này xin thành kính cung thỉnh chư đại đức tăng và xin mời chư Nam Nữ Phật Tử đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Quyên, Tịnh Xá Ngọc Huệ nhất tâm để niệm hương cúng dường Cố Hòa Thượng. Dân hương khói hương sông thấu mây tình xanh, rốt ráo tâm con bốn nguyện lành. Trên khói hương này xin thở ngữ chứng mình đệ tử tân lòng thành. Ngưỡng nguyện giác linh Cố Hòa Thượng từ từ chứng giác. Tăng Bảo chứng minh giờ này chúng con kính thỉnh chư tôn đức tăng mời quý Phật tử nguyên vị trí để kính lễ mô Phật. Mời đại chúng đồng quỳ xuống kính lễ mô Phật. Để dùng nước giải lao và dùng điểm tâm với đạo tràng môn Phật. Sau khi kính lễ, mời quý vị đồng khởi thân đứng lên. Tịnh xá ba xá một. Giờ này là lễ viếng của quý Phật tử Tịnh Xá Ngọc Quan Sa Đéc Đồng Tháp. Mời quý Phật tử Tịnh Xá ba xá một. Mời đồng quỳ xuống. Sau khi kính lễ,
mời đồng quỳ xuống kính lễ ba lễ để tưởng niệm đến ân đức cao dày của một bậc giáo phẩm đã cống hiến trọn đời. Sau khi kính lễ, mời đồng đứng lên xá ban xá, mời quý Phật tử hữu diệu kim quanh một vòng. Sau khi hữu diệu kim quang, mời Phật tử trưởng phái đoàn đến bàn thư ký để ký sổ tang lưu niệm. Kính mời quý Phật tử trong phái đoàn tịnh xá Ngọc Quang ra phòng khách để bàn khách để dùng nước. Nhớ ngày nào chúng con còn chập chững bước vào đạo, mỗi lần đi qua tịnh xá Ngọc Thành, nhìn rừng cây tầm lâm Ngọc Thành thăm quyền ưu trực, mỗi lần chúng con đến đây đều cảm nhận sự giải thoát, sự ấm áp tình thương đức từ bi của hòa thượng lan tỏa đến tâm hồn của chúng con. Nhưng hôm nay thuận theo luật vô thường, hòa thượng đã viên mãn hạnh nguyện tự giác giác tha giác hạnh viên mãn mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con hôm nay hàng hậu học thắp nén tâm hương, thành kính dâng lên giác linh cố hòa thượng, nguyện cầu bồi thương chư Phật gia hộ hòa thượng cao đăng Phật quốc và tái hiện đàm hoa Nam Diên Bồ Đề để cùng mười phương chư Phật quá độ chúng sanh. Chúng con thành kính dâng hương Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thọ trai của chư tôn đức tăng ni thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni đọc kinh để hồi hướng công đức, cầu nguyện cho giác linh cố hòa thượng Giác Thông Tân Viên Tịch sớm được cao đăng Phật quốc, trực giảng Tây Phương siêu sinh tịnh độ. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức đọc kinh cúng dường mô Phật. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với Đức Như Lai, xin Phật chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư Bồ Tát, xin tăng chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư
Phật Pháp Tăng. Xin Tam Bảo chứng minh những ai hết lòng ân cần cung cấp thức ăn và uống cho chư đệ tử của Phật và làm phải cho mọi người thương hơn lòng bỏ sẻn và tâm tư gì thì sẽ hưởng được sự vui sướng thanh nhàn đời đời kiếp kiếp ở cảnh thượng thiên. Mấy người ấy sẽ đủ các quả đạo lành, sẽ đưa hân hạnh về đạo lý. Sự khoái lạc hoàn toàn các vị ấy sẽ sanh lên cõi trời để hưởng được sung sướng và nhàn là luôn luôn. Chú tâm nguyện độ cả thảy chúng sanh, cả tha siêu thân người còn thơ thơi, biển ai lặng sông mê trong sạch pháp giới chúng sanh đồng tròn quả trí, nguyện khắp tinh thi ruộng phước thêm gieo, có tình không tình đều thành Phật đạo. Kính lại cõi tăng già Tây Phương giải thoát, kính lại cửa khất sĩ đường Như Lai, kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Một Phật. Cùng thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni thọ bát chứng trai. Bà cơm tinh chủ biết bào công đức hạ
thanh đầy với tự xét lòng thỏa miệng thích tình tham quý bỏ nội thân hành đạo thuốc lạnh dùng toàn dung chánh pháp cho thành tựu dứt ác chuyện khoan sạch không nguyện các việc lành làm tất cả nguyện xin độ tận chúng sanh chung thân cùng nhau hòa hiệp ở chung miệng không tranh đua cãi lấy ý ưa nhau không trái nghịch với luật đồng cùng nhau tu theo kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau tứ sự chia đồng với nhau. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni thọ trai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tôn đức đã tùy hỷ chứng minh xong, giờ đây quý Phật tử kính xá Tam Bảo Ba Xá và sau đó mời quý Phật tử đi dùng cơm để chuẩn bị cho lễ di quan.